Chứ còn to nhỏ thì tính gì. Rồi cứ cho từ tí vào rồi. Cái dây này nó yếu này. Nếu mà dây còn mạnh nữa thì nó phải dây to hơn. Đây là anh nhá. Nếu mà mình làm nhiều chuối như thế này á thì anh phải dùng cái dây 2.5. Vậy nè, nhuyễn vậy nè. Vậy ăn được rồi. Cái này nó không. Vậy, vậy được rồi.